Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Vào tối ngày hôm qua 28 tháng 4 thì Trịnh Sảng khiến netizen xứ Trung xôn xao bàn tán khi cô bị đài CCTV réo tên trên bảng tin vì nghi vấn trốn thuế. Đồng thời thì Cục Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra về chi phí sản xuất các bộ phim truyền hình liên quan, tra xét tỷ lệ thù lao của các diễn viên, kiên quyết mạnh tay với các vấn đề như hợp đồng âm dương, giá cát xê trên trời, trốn thuế. Laptop tìm kiếm suốt từ tối qua tới sáng ngày hôm nay, Trịnh Sảng cuối cùng cũng đã lên tiếng chính thức trên tài khoản Weibo phụ trách công việc. Cô viết, Cục Thuế đang kiểm tra hợp đồng, thuế thu nhập cá nhân và tất cả các hợp đồng kinh tế liên quan của tôi. Tôi sẵn lòng phối hợp với công tác điều tra của Cục, kết quả sẽ công bố sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tuy nhiên thì thái độ này của Trịnh Sảng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng Trịnh Sảng dường như đang rất tự tin. Sao tôi cảm giác Trịnh Sảng không hề sợ bị điều tra thuế nhỉ? Chẳng lẽ cô ta trong sạch, thái độ tự tin lắm, kiểu này Trịnh Sảng dễ lật kèo. Trịnh Sảng liệu rằng sẽ làm nên điều bất ngờ gì? Nhỡ không có vấn đề gì với thuế của cô ta thì có lẽ Trịnh Sảng sẽ tái xuất showbiz một cách ngoạn mục chăng? Chủ đề nóng hổi khiến hàng loạt tờ báo hàng đầu xứ Trung đồng loạt lên bài, đó chính là hàng loạt ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ xóa bỏ liên kết đăng ký với studio, phòng làm việc và cũng là đại diện của mình. Trong số những ngôi sao này có thể kể đến rất nhiều cái tên hot như Đặng Siêu, Đường Yên, bạn trai tin đồn của Dương Mịch là Ngụy Đại Huân, diva Na Anh tỉnh Bắc Nhiên, vân vân. Thậm chí một vài idol 9X nổi đình nổi đám hiện nay như Chu Chính Đình, Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi cũng bị liệt kê vào danh sách này. Trên làn sóng các nghệ sĩ xứ Trung có hành động bất thường như vậy, rất nhiều blogger đặt nghi vấn phải chăng CBiz lại cải tổ một lần nữa vì bê bối của Trịnh Sảng. Đáng chú ý, vào tối ngày 28 tháng 4 thì đài CCTV đã có một bản tin điểm mặt chỉ tên đích danh Trịnh Sảng với nghi vấn trốn thuế. Trong bản tin thì CCTV có nói một câu đanh thép, ai trốn thuế người đó khắc giật mình, phải chăng những ngôi sao bất ngờ có động thái hủy liên kết với studio chính là những kẻ giật mình. Trên mạng xã hội thì một vài người đã nhận xét rằng sự việc của Trịnh Sảng lần này không khác nào bê bối của Phạm Bang Bang năm xưa. Từng có tin đồn cho rằng rất nhiều nhân vật tầm cỡ đã rơi vào tầm ngắm của Cục Thuế Trung Quốc và phải vội vã đóng thuế để tránh bị bêu tên. Scandal của Trịnh Sảng lần này không chỉ nêu ra mặt tối thuê người để hộ trong giới giải trí mà còn đánh động tới vô số bên khi lùm xùm hợp đồng âm dương trốn thuế lại một lần nữa trở thành vấn đề nóng của CBiz. Người hâm mộ đều đang dành sự quan tâm và sát sao quan sát động thái của các ngôi sao trong làng giải trí. Một câu hỏi nữa được đặt ra chính là việc liệu rằng những ngày tới ai sẽ bị réo tên trong bê bối trốn thuế. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.